Chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh mua bán xe cũ. Em là Xuân Trường đến từ Auto 88. Hôm nay em xin phép được giới thiệu anh chị một mẫu sản phẩm vừa cập bến Auto chúng em và một mẫu xe được rất là thịnh hành trên thị trường và được nhiều người ưa chuộng. Đó là chiếc Mazda 3 sản xuất 2017 bản fake nip ạ. Xe một chủ cá nhân, biển thành phố, hồ sơ bọn em đã cầm tay. Thì như thường lệ, như mọi khi thì em sẽ quay một vòng xung quanh về ngoại thất của chiếc xe để cùng các bác, cùng anh chị cùng có thể đánh giá một cách chi tiết nhất. Xe được khoác trên mình bộ áo màu xanh Kavensai, đây là màu xanh 45M nha anh chị. Chủ xe đi cực kỳ giữ gìn nên xe còn rất là mới. Theo đánh giá quan điểm cá nhân em thì màu xanh này là một màu xanh cực kỳ là đẹp. Màu xanh này khi ra nắng cực kỳ là bắt mắt, bắt nắng và trông ánh nắng hiện lên trông rất là tôn dáng của xe. Thì hôm nay em quay ở trong nhà thì vị trí nhà hơi chật, mong các bác thông cảm. Màu xanh này với dòng xe Mazda cũng như Mercedes thì màu xanh này là một màu xanh rất là đẹp rồi. Đó, chị có thể nhìn thấy. Xe một chủ cá nhân nha anh chị. Xe chạy 3.000 km, xe full lịch sử hãng luôn ạ. Đó. Chủ đã sơn vành đen trông rất là thể thao, tạo điểm nhấn cho một chiếc xe cực kỳ bắt mắt. Mặc dù qua 3 năm sử dụng thế nhưng số km của em nó là 3.000 km nhé. Và em cam kết luôn cho anh chị là số km là km zin. Thì tính ra mỗi 1 năm thì xe đi chưa đến 10.000 và mỗi một ngày trung bình đâu đó khoảng 20 cây số, hơn 20 cây số thì một chiếc xe đi quá ít. Và mời anh chị cùng tham quan về bên trong nội thất của xe. Đó. Theo đánh giá của em thì ghế Mazda không phải là một trong những dòng ghế mà xịn xò nhất, nó cũng chỉ ở mức tương đối thôi ạ. Để anh nhìn sâu từng chi tiết một cho anh chị cùng có thể đánh giá. Qua 3 năm sử dụng nhìn còn rất là mới từng chi tiết. Ghế da cực kỳ là mới nhé, cực kỳ căng và bóng. Ghế đen. Vô lăng cần số còn rất là mới nha anh chị. Và em xin phép được lổ máy để cho anh chị cùng nghe tiếng. Rất là êm. Dòng Mazda này được thương hiệu xe của Nhật thì nồi đồng cối đá rồi anh chị về máy móc. Đó. Hàng ghế sau. Trần lì. Cực kỳ là mới, chủ xe rất là giữ gìn nha anh chị. Khoang cốp. Cua đấy ạ. Lốp sơ cua chưa hạ nha anh chị. Bốn lốp đều theo xe cả dàn luôn anh chị nhá. Và em muốn sâu một chút về khoang máy để các anh chị có thể nắm rõ chi tiết hơn. Đây có thể nhìn thấy cần số lăng này. Cực kỳ mới và đẹp, xe chạy 3.000 km. Mời quý anh chị cùng tham quan xem qua về phần khoang máy. Đó. Máy nghe tiếng máy rất là êm đúng không ạ? Gang máy rất là sáng bóng. Keo chỉ. Tất cả mọi thứ trên xe em nó đều là zin nha anh chị.
ốc. Thì đẹp. Đến với Auto 88 thì bên em xin cam kết rằng những chiếc xe bên em được bày bán là những chiếc xe đã được tuyển chọn kỹ càng, kiểm tra kỹ càng về mặt chất lượng cũng như an ninh pháp lý của xe. Cam kết tới tay khách hàng là xe không lâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Và bên em có chương trình bảo hành cho khách hàng là bảo hành về động cơ, hộp số cho khách hàng trong vòng 1 năm nha anh chị. Thì đấy, thì địa chỉ của em là số 5 Nguyễn Khánh Toàn. Em rất mong rằng anh chị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình qua show em, cùng em và trải nghiệm thực tế những chiếc xe bên em đang bày bán. Thì với mức giá bên em đang chào bán chiếc này là 575 triệu đồng và có thương lượng. Thì số điện thoại em đã để phía bên dưới màn hình. Bác nào thiện chí hãy gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh chị một mức giá tốt nhất ạ. Thì cuối cùng thì em xin được kính chúc anh chị một ngày làm việc thật là vui vẻ và có một buổi party bên gia đình mình thật là hạnh phúc. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại.